Không là nó là phải chính xác. Phát này mình đẩy gọi là mạnh thế nhỉ, bạo tay thế. Phát này mình đẩy hơi bạo tay anh em ạ, chắc phải chơi bơm mình hồi máu vào thôi. Có cảm giác như đẩy bạo tay quá. Đẩy bạo tay quá. Làm phát có 12 con Wiza Party thôi, chơi phát hết xuống dưới. Hey, xin chào tất cả các bạn. Vâng, chào mừng các bạn đến với video của mình. Mình là Nhóc HT đây. Lần đầu tiên được cho Nhóc HT chúc toàn thể anh em có một ngày mới vui vẻ, đầm ấm với gia đình và người thân các bạn ơi. Hôm nay thì chúng ta lại quay trở về, đó chính là con lạc thôm thấp với Nhóc HT nha. Cấp 6 thôi, hiện tại nó mới đang cấp 6 thôi. Và chúng ta sẽ đi trải nghiệm một cái combo siêu hot, một cái combo cực kỳ hot trong những ngày hôm nay. Vâng, thường thường thì anh em thấy được rằng là những thôm thấp thì anh em hay có cái combo đó chính là Wizazan đúng không nào? Một trong những combo điển hình, một trong những combo nhà nhà chơi, người người chơi, anh em nào cũng chơi. Vâng, đi farm, đi cướp thì thật sự nó quá là bá rồi. Đó thì hôm nay nhóm T sẽ vẫn là combo Wizazan, nhưng thay vào đó chúng ta sẽ mang đi đó chính là Wizaparty. Vâng, không phải là Wiza thường nữa, mà chúng ta sẽ thay vào đó, đó chính là Wizaparty anh em nha. Ok, đang chém gió vui vẻ để gặp ngay một căn nhà ngon. Chính bởi vậy mà trong MT sẽ quẩy luôn nha. Quẩy luôn các bạn ơi. Cái điều đặc biệt nhất khi anh em đánh ở những thôm thấp thì mình luôn đó chính là khuyên anh em một câu, đó chính là các bạn phải lên nhử quân hội. Đó, như căn nhà này thì không có quân hội rồi này các bạn này. Thì anh em tẹt tèn tèn nha. Như căn nhà này thì không có quân hội nên anh em cứ tẹt tèn tèn, không có gì cả. Rồi, còn nếu như nhà nào mà có quân hội thì các bạn sẽ có một cách đề phòng luôn đúng không nào? Rồi ok, visa của mình này đấy, rất là nhẹ nhàng thôi. Đánh cái combo này thì thật sự với anh em là quá nhẹ nhàng, không có gì cả. Thật ra đây là một combo cực kỳ dễ rồi các bạn ạ. Một cái combo siêu dễ thương rồi, quá là dễ dàng cho anh em chơi rồi. Không có gì combo nào có cảm giác như nó dễ bằng cái combo này nữa anh em ơi. Mình có cảm giác như nó cực kỳ dễ luôn anh em nha. Đấy, các bạn cứ đánh thôi. Và điều đặc biệt nhất là anh em thấy được rằng là cái combo này thì gần như là mình còn chưa lém peo. Mặc dù cái căn nhà này là một cái căn nhà nó giấy hơn với lại nhà mình một xíu, nhưng mà mình thấy rằng là nếu như vậy thì con Wiza này nó bá quá anh em ạ. Nếu như anh em nào mà còn chơi, còn nhớ cái con Eprimo ấy, nếu anh em còn nhớ cơ, cái mà sự kiện đợt nó ra cái game mới của Supercell ấy, thì các bạn thấy được rằng cái con Eprimo kia nó cũng khỏe, nó cũng bá, gần như là cứ thả nó ra là nó đơm nhà rồi. Cái con này cũng vậy, gần như là mình phế luôn hai bình peo này. Đấy anh em thấy không? Mở màn với anh em phát một cái trận nó cực kỳ, nó là phiêu luôn. Ôi giời ơi, quá phiêu và quá bá đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta lại cứ tiếp tục anh em nhá. Mình thấy rằng là nó quá phiêu và nó quá bá đi. Gặp anh em Việt là Thái Eprimo. Không phải clan Việt các bạn ạ, đấy là clan Thái Lan anh ạ. Người ta viết là Thái. Rồi ok, Thái Lan. Rồi bây giờ thì mình sẽ tìm một căn nhà, là một căn nhà thu man 6 này. Đây một căn nhà thu man 6 này. Nhưng mà cỡ tầm khoảng 200k thì ngon hơn nhỉ. Đây rồi, một căn nhà 200k đây rồi các bạn nhá. 200k và căn nhà của người ta cũng khỏe, cũng tương tương với căn nhà của mình. Rồi ok, chính bởi vậy mà mình sẽ quyết định là quẩy luôn, không cần phải suy nghĩ, phế một con vào đây nha. Đó, chúng ta không có quân hội rồi, cứ phải nhử quân hội anh em nhá. Đánh cái gì thì đánh, anh em cứ cố gắng nhử quân hội giúp mình, không lên chủ quan các bạn nhá, không lên chủ quan tí ti nào đâu. Rồi ok, rồi vào đây đấy, anh em thấy không, quá nhẹ nhàng. Hai healer mình mang kẹp theo hai healer thôi anh em ạ, không mang kẹp quá nhiều đâu. Mình thường thường thì mình sẽ mang kẹp theo hai healer khi đánh ở cái combo thấp ở dưới này. Còn không biết thì anh em sẽ kẹp theo cỡ tầm khoảng bao nhiêu. Còn như mình thì có tháp phòng không mà thổi xa. Có tháp phòng không mà bắn xa vậy á. Mình không nghĩ rằng là con tháp phòng không lại có thể bắn xa như vậy anh em ạ. Mình không nghĩ rằng con tháp phòng không lại có thể bắn xa như vậy luôn ấy. Mạnh quá nhỉ. Đây rồi, vào luôn chiến luôn. Dẹo mất hai con healer của mình mất rồi. Quá cay. Quá là cay khi mà nó làm phát dẹo mất hai con healer của mình anh em ạ. Là cay đấy. Quá cay chứ không phải là cay nữa anh em ơi. Nếu như vậy thì không có healer thì trận này mình phải sử dụng bình hồi máu rồi. Thật sự với anh em là như vậy. Mình không muốn sử dụng bình hồi máu đâu, nhưng mà trận này chắc chắn với anh em là cá, với anh em là cao tay mấy thì cũng phải sử dụng bình hồi máu rồi.
cao cao cào cào mấy thì cũng phải sử dụng bình hồi máu anh em ạ. Rồi ok, thơm ngon nhá, quá nhẹ nhàng luôn nhá. Rồi tiếp tục bịch hồi máu nữa này, đơm hồi máu lên tỏi này, khô máu đấy anh em. Rồi con này đâu đam ấy kịp ơi trời ơi, đôi lúc nó lại tạo sự gây cấn thế. Còn con quy ra cuối cùng các bạn ơi, còn con quy ra cuối cùng gian thì vẫn còn. Rồi đôi lúc nó lại tạo độ gây cấn cho người chơi anh em ạ. Trời ơi, tạo độ gây cấn cho người chơi. Một mình con này thì thật sự là nó phá lâu quá, chứ bởi vậy mình thôi mình nhả lốt quân hội xuống nhá. Quân hội của mình có 1-2 con Viki này cũng được, đánh tạm cho đỡ u sầu anh em ạ. Dưới đây thì thật ra để con này, con đàn quy ra cái nó thổi cũng được, nhưng mà mình sợ bị fail time lắm. Mình đoán là nếu như để là fail time là chuyện bình thường đúng không? Đấy. Anh em thấy Dam của con này cũng khỏe đúng không nào? Dam con Wiza cũng khỏe, nhưng mà cái con Wiza Party này cảm giác như nó rất chỉ là fail luôn. Rồi, ok thì để video sau đi, video sau thì mình sẽ cho đó chính là 100 con Wiza thường này đi với lại 100 con Wiza Party. Chắc không được 100 con các bạn ạ, chắc cỡ được khoảng 70 con. 70 con thì chắc phải chia đôi ra thì mới được. 30 con một bên đúng không? 30 con một bên. Rồi chúng ta lại tiếp tục các bạn ơi, chúng ta lại tiếp tục đến với combo đó chính là Wiza và Gian, Wiza Party và Gian các bạn nhá. Ủa ơi, căn nhà này ngon chưa? 300k. Ở dưới này thì mình thấy rằng 300k là giàu lắm rồi anh em ạ. Thật ra là 300k là rất giàu rồi, không biết là dưới đây anh em có anh em nào tìm ra những con nhà nào hơn 300k không, chứ còn mình thì mình thấy rằng những con nhà 300k thì là mắc giàu rồi, mắc đẹp rồi anh em ơi. À đẹp quá này, đẹp quá nhờ anh em nhờ, đẹp quá. Ấy rồi ôi, bao phê. Rồi Euler vào là đẹp lại, búp là đẹp đấy. Đỡ phải những cái bình đây có con tháp thổi khí này các bạn ạ. Đây à, không phải con tháp thổi khí mà con tháp phòng không. Nói cho nó chính xác đúng không nào? Nó là phải chính xác. Ơ, phát này mình đẩy gọi là mạnh thế nhỉ? Bạo tay thế. Phát này mình đẩy hơi bạo tay anh em ạ. Chắc phải chơi bơm mình hồi máu vào thôi. Có cảm giác như đẩy bạo tay quá. Đẩy bạo tay quá. Làm phát có 12 con Wiza Party thôi, chơi phát hết xuống dưới này rồi còn đâu nữa. Chơi phát hết xuống dưới đây rồi còn đâu nữa. Tiếp tục bơm cho mình hồi máu này. Đó, anh em thấy không? Quá phê luôn. Cái con này mình thấy đánh giá sau khi mình chơi, mình đánh giá con này nó rất là khỏe luôn, nó đi rất là nhanh. Anh em nào nếu mà các bạn nào mà chơi cái con này ấy, thì các bạn chơi thử và cảm nhận xem. Nó cái đam của nó to hơn con Wiza thường. Nếu như bây giờ đang tận dụng như này các bạn nhá, các bạn đừng đánh con Wiza thường làm gì cả. Các bạn sẽ xin đi cho mình những cái con Wiza Party này này, nó chạy nhanh hơn này, nó cái đam của nó lổ khỏe hơn này. Đấy là cái điều đặc biệt ở cái con Wiza này. Có cái lượng máu thì chắc chắn là nó cũng rất là ok rồi, không có cái gì cả. Vâng, và đi farm như anh em thấy rằng là vừa mình đã lấy một chút dầu vàng đi nâng cấp rồi. Bây giờ thì mình lại chuẩn bị lại có dầu vàng đi nâng cấp nữa rồi đây này. Dầu hồng của mình chuẩn bị full đến nơi rồi anh em ạ. Ở dưới đây thì dầu hồng nâng cấp một tí thì là tràn kho ngay. Ở dưới những thom thấp này chủ yếu là cần dầu hồng cần vàng thôi. Còn dầu hồng thì thật ra nó không cần quá nhiều. Vàng thì đã cần rất là nhiều anh em ạ. Rồi, quá là ok đúng không nào? Anh em thấy không? Combo rất là hay luôn. Ok, nếu các bạn nào mà chưa thử combo này các bạn nhé, các bạn hãy thử một vài lần để xem là cái sức mạnh của combo này nó sẽ như thế nào. Và chúng ta đánh nó sẽ có ok hay không, đúng không nào? Rồi bây giờ về rồi, dầu vàng lại đầy kho rồi thì chúng ta lại nâng cấp thôi. Đó anh em thấy không? Dầu hồng thì hiện tại bây giờ chúng ta chưa nâng cấp được vào những cái tường thành, nên là chúng ta sẽ nâng cấp vào những cái kho chứa này các bạn nhé. Kho chứa vàng này này, đấy, nâng cấp vào những cái kho chứa vàng này nó rất là ok này. Ở đây bên này còn kho nữa nhưng mà cái kho này vẫn còn này, ngon quá. Ok thì hôm nay video của mình kết thúc tại đây. Hẹn tất cả anh em vào những video sau các bạn ơi. Rồi giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.